rồi, bát phở xương 35.000 là sẽ có hai cục xương này. Đây các bạn nhá, đây là một bát phở xương của quán của cô đây. Các bạn có nhìn thấy đây là những cục xương rất là to. Ở đây là một bát phở xương 35.000 thì có hai cái cục xương to như này. Đấy, thoải mái các bạn ăn. Đây nhìn đây. Đấy, nhìn rất là ngon. Rất là dừ rồi đấy. Đấy. Thấy chưa? Quá dừ luôn. Hấp dẫn chưa? Chào các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở khu vực dưới Cao Lộc nhé. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi trải nghiệm một trong những quán phở xương cũng rất là ngon ở khu vực này. Ở đây đó là cụm dân cư tổ 5 khối 6 các bạn nhé. Bây chúng ta di chuyển vào phía trong đi, quán của cô ở phía trong. À, quán phở xương này thì có điều đặc biệt là mình ăn khá là nhiều những quán phở xương rồi, nhưng mà ở đây cái phở xương của cô rất là ngon. Không biết tại sao mình ăn ở đây mình thấy rất là hợp luôn. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau đến đây để trải nghiệm món phở xương nhé. Đây xe thì chúng ta có thể để ở phía ngoài này. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì chỗ để xe nó hơi hạn hẹp một tí, các bạn đến thì các bạn cố gắng là tìm chỗ để đỗ xe thôi. Ở trục đường này thì không nhiều xe đi lại lắm. Đây, đây là phía trong quán của cô, chúng ta di chuyển một chút vào nhé. Đây, đây là cái không gian ở phía trong, các bạn có thể nhìn thấy cho mình đây, quán ở phía trong đây. À, mọi người tầm này ngồi rất là đông rồi. Và một bát xương như vậy là phở, đây là bát xương, đấy. Bát xương với rượu. Dạ. Đúng rồi. Vâng. Các bạn nha, đây là một bát xương to khách uống rượu. Bình thường là một bát như này thì như nào cô? 150.000. Bát xương to này. Đấy. Chị hấp dẫn chưa? Một bát xương đại ca 100. Nóng hổi hấp dẫn. Một bát phở xương. Đây là những cái bát phở đem về các bạn nhé. Đấy. Ở đây cô cũng bán khá nhiều những bát phở đem về. Tầm này khoảng tầm 8 giờ thì mình thấy khách bắt đầu sẽ đông hơn rất là nhiều. Đây là gọi thêm xương ăn ăn, tức là ăn ngon quá này. Ăn ngon quá là gọi thêm. À. Cái đấy là cái gì đấy cậu? Đấy là sườn. À, lạp sườn. Dạ. Đây là cô sẽ nhúng tải. Tái là thường là mình dùng thịt mông hay thịt vai cô? Cô thịt ăn, đây là toàn bộ thịt ăn, nó mới trắng tinh như này chứ. À, thịt tức là, tức là mình lấy. Cô lại chỉ dùng nguyên thân thôi. À, nguyên thân lợn. Tức là thịt nạc luôn đấy, nạc tinh luôn đấy. Thế cái này là người, các khách cũng có ăn đấy cô nhỉ? À, cũng cô bán cái gì cũng 35.000, cái ai cái gì gọi cái gì gọi, cô không có giá riêng gì cả. Tức là nếu mà cái phở này cô sẽ bán cả trứng này với cả lòng mề chung một bát luôn. Bạn có người ta ăn lẫn, người ta chỉ ăn một chút chút thôi. À. Có người ta không ăn nhiều, người ta chỉ ăn một ít lòng mề. À, người ta gọi như thế nào? Gọi một tí lòng mề với xương chẳng hạn đúng không? Chẳng hạn này. Nói chung là cái ăn cái gì thì cô làm cái đấy. Ăn phở nói cô làm cả ăn trứng này cô đâu. Nói chung là do cái gọi thôi cháu ơi. Dạ. Khách gọi nhiều thì cô tính tiền nhiều. Nhưng mà còn cứ bình dân là như thế. Đấy, cũng như rất là nhiều món các bạn nhá. Đấy. Gà đấy, sau đó đến cả vịt, lạp sườn cũng như là cả phở gọi là phở lòng với phở trứng. Tùy các bạn gọi. Bát vịt của chú chuyển nhá, chị nhá. Cũng thế, đây là 100. Một bát phở vịt. Chưa ăn đây cả không? Đang rồi đấy. Bát cho tổng hợp nhá. Tổng hợp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tôi làm cái gì? Vâng. Vâng. Nước bò. Ông là chỉ cần ăn xương tái nước bò. À, xương tái nước bò. Xương tái và nước bò. Bây giờ là một chiếc cục xương nữa. Đây ạ. À, cháu tưởng cô làm cho người khác trước. À rồi, ok. Vâng vâng, thôi được. Đây nha các bạn nhá, thưởng thức bát phở xương đi. Mình kiếm chỗ ngồi đã. Đây các bạn nhá, đây là một bát phở xương của quán của cô đây. Các bạn có nhìn thấy đây là những cục xương rất là to. Ở đây là một bát phở xương 35.000 thì có hai cái cục xương to như này. Đấy, thoải mái các bạn ăn. Đây nhìn đây. Đấy, nhìn rất là ngon. Rất là dừ rồi đấy. Đấy. Thấy không? Quá dừ luôn. Hấp dẫn chưa? Bên dưới là phở này. Đây, bây giờ mình sẽ thưởng thức một chút nước dùng của cô. Nước dùng ở đây các bạn nhìn thấy đây, rất là trong. Nhìn đâu, rất là trong. Rất là ngọt luôn các bạn nhé. Bóc, gầm này bóc ra được luôn rồi, quá dừ luôn rồi đấy. Không phải là dừ là nó bở ở đâu nhá, dừ nhưng ăn rất là ngọt luôn, thấy nhìn đâu. Đây, đây là phở các bạn ạ.